Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, người cạnh tranh. Bên ngoài ký túc xá xa hoa, Lạc Khố Ân bước chân kiên định đi về phía xa. Hắn nắm hai tay, trong nội tâm thì thào lên tiếng. Lạc Khố Ân ta, về sau phải đi theo sư phụ, sao có thể gia nhập thánh địa của đế quốc các người? Hắn nhìn qua trời xanh ở phía xa. Một loạn lãnh ý cô độc mãnh liệt vào thời khắc này vây lại quanh hắn. Sư phụ, bây giờ người đang ở đâu? Trong miệng của hắn thì thào. Người không phải nói đợi đến lúc khi Lạc Khố Ân đạt đến thất giai hoàng linh sư, sẽ mang Lạc Khố Ân đi theo hành tẩu thiên hạ hay sao? Trong nội tâm của Lạc Khố Ân tràn đầy tưởng niệm nhìn với Kiệt Sâm. Trong nội tâm của Lạc Khố Ân, sư phụ Kiệt Sâm hắn không gì là không làm được. Năm đó chẩn đoán là sống không quá 30, Kiệt Sâm đã chữa tốt cho hắn. Khiến cho hắn trong 3 năm ngắn ngủi từ thứ giai thiên linh sư tấn cấp đến lục giai cao cấp tôn linh sư. Kiệt Sâm luôn luôn che mưa che gió cho hắn. Sư phụ, Lạc Khố Ân còn nhớ rõ năm đó. Lần kia Khoa Ân Hy Nhĩ nạp đốn gia tộc và Lạc Cơ gia tộc Thiên Hồng Thành liên hợp. Cho nên khi Lạc Khố Ân ở trên lôi đài đối mặt với một kích tất sát của Khoa Ân Hy Nhĩ tộc trưởng, sư phụ Kiệt Sâm thời khắc cuối cùng đã đuổi tới. Lạc Khố Ân luôn rõ ràng nhớ vào thời khắc nguy hiểm đó. Ai dám động đến đồ nhi ta? Kiệt Sâm cầm lên giận dữ, ngăn trở công kích của Khoa Ân Hy Nhĩ tộc trưởng, không chút do dự chắn trước mặt của mình. 3 năm rưỡi, sắp sửa 4 năm trôi qua, hai thầy trò đã gần 4 năm chưa từng gặp mặt nhau. Sinh hoạt 2 năm qua đã khiến trong nội tâm của Lạc Khố Ân tràn đầy đau khổ. Hắn đã trưởng thành, nhưng mà cái giá phải phát triển cũng rất kinh người. 2 năm kiên trì khiến lòng của hắn cứng như rắn như thép, cũng không còn vẻ ngây thơ chất phác năm đó. Chỉ là hoài niệm và sùng bái đối với sư phụ vẫn ngoại nguyện như trước. Trong thoáng chốc, vành mắt của hắn đã có chút ẩm ướt. Một đầu khưu ưng đột nhiên từ trên rừng cây bên cạnh bay ra, khiến cho Lạc Khố Ân bừng tỉnh. Cảm thụ được hốc mắt của mình có chút ướt át, Lạc Khố Ân gật đầu. Được thôi, nếu mà sư phụ thấy ta như thế này, nhất định sẽ thất vọng về ta. Chẳng chút ngăn trở đó đã khiến ta như thế sao? Linh lực trong cơ thể chấn động, bỗng chốt. Mắt của hắn có chút ướt át, Lạc Khố Ân thoáng cái đã bốc hơi. Một tia kiên định lần nữa bừng lên, rồi sau đó lại sải bước rời đi. Phủ đệ của thành chủ Xích Viêm Thành. Kiệt Sâm và A Lỗ Địch Ba ngồi đối diện lẫn nhau. Trên mặt hai người đều lộ ra bộ dáng tươi cười. Thị nữ ở một bên sau khi dâng chút nước trà và điểm tâm liền lùi xuống. Ở trong phòng khách, A Lỗ Địch Ba đánh giá cẩn thận Kiệt Sâm. Gần 4 năm qua đi, nhưng Kiệt Sâm này từ một thiếu niên năm đó trưởng thành thành thanh niên như bây giờ. Lúc trước sau khi được hộ vệ thông bẩm, phản ứng của A Lỗ Địch Ba cũng không khác gì bọn người Khải Tư Đặc, thoáng cái đã vọt ra, sau đó chính là kích động đón Kiệt Sâm vào phủ đệ. À, Kiệt Sâm đại sư, là ta không biết bây giờ mới nên gọi người là Kiệt Tư hay là Kiệt Sâm đây. A Lỗ Địch Ba trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, vui tươi hớn hở lên tiếng. Khác với bọn người Khải Tư Đặc, bởi vì quan hệ với Cơ Lạc Tư nên A Lỗ Địch Ba đối với chuyện của Kiệt Sâm vẫn có chỗ hiểu rõ. Bất quá lúc trước hắn không biết vì sao Kiệt Sâm lại mai danh ẩn tích nên không nói lung tung. A Lỗ Địch Ba đại nhân, cứ gọi ta là Kiệt Sâm cũng được. Bây giờ ngươi chính là hội trưởng của Linh Dược Sư Công Hội Luân Đa Hành Tình của đế quốc này rồi. Kiệt Sâm cười cười nói. Hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội của Luân Đa Hành Tình sao? Người chính là đội trưởng cuộc truyền kỳ thải Hồng Chỉ Tháp đánh tan Bắc Nhĩ Đình gia tộc trong khoảnh khắc đó sao? Miệng A Lỗ Địch Ba thoáng cái mở lớn, trong mắt mang theo một tia giật mình. Sao? Như thế nào? A Lỗ Địch Ba đại nhân, thanh danh của ta cũng không lớn đến mức ở Xích Nhĩ Hành Tình này cũng nghe đến đấy chứ? Kiệt Sâm cũng có chút giật mình. Xích Nhĩ Hành Tình và Luân Đa Hành Tình thuộc phía Nam Tái Luân Đế Quốc, nhưng một cái ở cực Đông, một cái ở cực Tây. Chính giữa vẫn là một hai cách hành tinh nên nói tên tuổi của mình ở Luân Đa Hành Tinh này, Kiệt Sâm không có chút kinh ngạc. Nhưng ngay cả A Lỗ Địch Ba cũng nghe được, vậy thì Kiệt Sâm này có chút giật mình thật rồi. Ha 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 ha. Trong miệng của A Lỗ Địch Ba phá lên cười. Kiệt Sâm đại sư, người cũng đừng gọi ta là đại nhân, ta đã đảm đương không nổi đâu. Chuyện của người ta biết được từ chỗ của Mục Đà Lý, hắn là tỉnh đốc Đa La Thành, ở ngay sát với Luân Đa Hành Tinh của chúng ta. Kỳ thực là ta phải sớm nghĩ đến chứ. A Lỗ Địch Ba lắc đầu. Lúc trước hắn nhắc tới tên của ngươi, nhưng mà bất quá ta cũng có để ý đâu.
Hiện giờ ngẫm lại, có thể đến Luân Đà hành tỉnh này làm hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội thì tự nhiên phải là một nhân vật cực kỳ trọng yếu của Linh Dược Sư Tháp. Và tuổi cũng không được lớn, lại còn gọi là Kiệt Sâm. Vậy thì trừ người ra, còn là ai? Trên mặt của A Lỗ Địch Ba có một tia giật mình. Mà đúng rồi, hoàng cấp linh dược tề đấu giá hội kia của người ta cũng nghe nói qua. Cho nên đến lúc đó cũng không thể ngăn ta ngoài cửa được đâu. A Lỗ Địch Ba cười cười lên tiếng. Giữa chúng ta thì còn khách khí làm cái gì? Kiệt Sâm cười nói. Nếu như người nhìn chúng linh dược tề gì thì đến lúc đó cứ việc nói ra. Ta trực tiếp sẽ lưu lại cho người, thế là được chứ gì? Một bình thất dài hoàng cấp linh dược tề, Kiệt Sâm không có để trong lòng. Không không. A Lỗ Địch Ba liên tục khoát tay. Ta là công bình cạnh tranh chứ, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi làm gì. Linh dược tề của ngươi cũng không phải là lấy không. Hai người sau khi tùy ý hàn huyên, sắc mặt của Kiệt Sâm trở nên nghiêm túc, rời chủ đề đến việc mà mình muốn biết. Mà A Lỗ Địch Ba, chuyện của Lạc Hữu Ân, ngươi biết như thế nào? Hắn nhìn qua A Lỗ Địch Ba mở miệng lên tiếng. Thần sắc của A Lỗ Địch Ba cũng có chút nghiêm túc. Về chuyện này thì kỳ thực cũng có một chút chú ý. Ta cũng muốn người đến nói chuyện với Mạc Lý gia tộc. Người biết đó, Cổ Lôi Tư gia tộc là gia tộc đệ nhất của Tái Luân Đế quốc chúng ta. Về sự cường đại của nó là không có gì sánh kịp đâu. Tộc trưởng hiện nay là một bát giai đỉnh phong đế linh sư. Bất quá cái này cũng tính là cái gì. Mấu chốt là trong Cổ Lôi Tư gia tộc có ẩn cư trưởng lão là cửu giai thánh linh sư. Sao? Cửu giai thánh linh sư? Trong nội tâm Kiệt Sâm nhịn không được cả kinh. Trên cái đại lục này đây, cửu giai thánh linh sư là chiến lực đỉnh phong nhất. Cả gia tộc có thể có được một gã cửu giai thánh linh sư, tuyệt đối có được lực ảnh hưởng vô cùng khủng bố. Bất quá, sau khi từ trong miệng của Khải Tư Đặc biết được Cổ Lôi Tư gia tộc kia là Tái Luân Đế quốc gia tộc đệ nhất, thì đối với việc đối phương có cửu giai thánh linh sư cường giả thì ở trong nội tâm Kiệt Sâm cũng đã có sự chuẩn bị. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải là quá mức khiếp sợ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Khiêu chiến. Hơn nữa, Kiệt Sâm năm đó khi nghe được áo Đức Lâm thành chủ và dòng họ Phỉ Lộ Đặc cũng kỳ quái, và Cổ Lôi Tư gia tộc này và Cổ Lôi Tư gia tộc thuộc một trong tứ đại khai quốc gia tộc ở đời sau của hắn giống nhau như đúc. Lúc trước, Kiệt Sâm cũng từng hoài nghi hai gia tộc Cổ Lôi Tư này phải chăng cùng là một. Bất quá khi Kiệt Sâm nhìn thấy áo Đức Lâm thành chủ chỉ là một tiểu thành chủ thì liền loại trừ khả năng này. Hôm nay xem xét lại cục diện, Cổ Lôi Tư gia tộc này và Cổ Lôi Tư gia tộc mà Kiệt Sâm gặp được ở đời sau lại vô cùng có khả năng cùng một cái. A Lỗ Địch Ba, coi như là Cổ Lôi Tư gia tộc kia cực kỳ cường đại, dùng thiên phú của Lạc Khố Ân, đối phương cũng không thể cự tuyệt được. Kiệt Sâm lại nghi hoặc lên tiếng. Cái này xác thực không phải là nguyên nhân mà đối phương cự tuyệt. Đối phương cự tuyệt là vì ở Đế Đô có những người khác cũng theo đuổi truy cầu Phỉ Lộ Đặc. Những người nào khác theo đuổi? Kiệt Sâm hiếu kỳ hỏi. Đến tuyệt cùng là người theo đuổi như thế nào mà lại có thể khiến Cổ Lôi Tư gia tộc buông tha cho một người có thiên phú như là Khố Ân? A Lỗ Địch Ba lắc đầu. Ta cũng không biết đâu. Ta cũng là lúc trước trong lúc vô tình thì nghe được áo Lúc Lâm thành chủ nói đến. Người phải biết là Phỉ Lộ Đặc con cái dòng chính của Cổ Lôi Tư gia tộc, thúc thúc nàng chính là đương kim tộc trưởng Cổ Lôi Tư gia tộc. Hơn nữa, Cổ Lôi Tư gia tộc với tư cách là đế quốc gia tộc đệ nhất, lại có rất nhiều gia tộc đều muốn có quan hệ thông gia với nó. Kiệt Sâm gật gật đầu. Xem ra thái độ của Cổ Lôi Tư gia tộc này chính là do người theo đuổi kia. Mặc kệ người theo đuổi kia là ai, ta cũng phải giúp Lạc Khố Ân. Kiệt Sâm âm thầm lên tiếng. Kiệt Sâm mà. A Lỗ Địch Ba lại mở miệng nói. Nếu như ngươi muốn giúp Lạc Khố Ân thì ngươi có thể đi Đế Đô tìm ba Liên Đạt đại sư. Có lẽ bọn hắn có thể biết rõ nhiều chuyện hơn. Dù sao ta quanh năm dừng lại ở Xích Nhĩ hành tỉnh này, đối với mấy chuyện của Đế Đô ta cũng không rõ đâu. Ba Liên Đạt đại sư sao? Nói đến ba Liên Đạt, trong lòng Kiệt Sâm lại nghĩ đến một người khác, chính là Đề Gia Lợi Á, hoàng tử năm đó hắn từng giúp đỡ. Màn đêm buông xuống, Kiệt Sâm ở lại trong phủ A Lỗ Địch Ba một đêm. Đợi đến rạng sáng ngày thứ hai, Kiệt Sâm liền ở lại lần nữa cáo biệt A Lỗ Địch Ba, bay vút về phía Đế Đô. Sau khi cáo biệt A Lỗ Địch Ba, rời khỏi Xích Viêm Thành, Kiệt Sâm một đường đi về phía Tây Bắc.
mấy ngày đi về trước, xuyên qua mấy hành tinh của Tái Luân Đế Quốc, dọc qua vô số núi cao, vượt qua một con sông lớn nổi danh nhất Tái Luân Đế Quốc, một đường xuyên qua hơn vạn dặm Tái Luân Đế Quốc, rốt cuộc cũng tới được đế đô của Tái Luân Đế Quốc là Đế Ngọc Thành. Đế Ngọc Thành, trung tâm hành chính quyền lực lớn của Đại Lục Tứ Đại Đế Quốc, Tái Luân Đế Quốc này là thánh địa trong lòng tất cả dân chúng. Gió lạnh gào thét, ánh mặt trời ôn hòa chiếu rọi cả vùng đất, không mang đến cho bao nhiêu người ta sự ấm áp, nhưng so sánh với mùa đông khắc nghiệt thì thời tiết cũng khá hơn rất nhiều. Giờ phút này, trên một lối nhỏ bên ngoài đế đô Ngọc Thành, lại có một thanh niên có mái tóc đen dài, lưng đeo trọng kiếm màu đen đang chậm rãi đi tới, đồng thời ngẩng đầu nhìn qua thành trì hùng vĩ cách đó không xa. Đế đô Đế Ngọc Thành, đế đô của Đại Lục Tứ Đại Đế Quốc Tái Luân, căn cứ của vô số cao thủ. Thanh niên kia trong miệng thì thào lên tiếng, cũng không hừng phấn và kích động như người thường thấy. Đây lần đầu là đế đô, ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh. Với tư cách là đế đô của Tái Luân Đế Quốc, là một trong tứ đại đế quốc, Đế Ngọc Thành lại vô cùng to lớn. Phóng mắt, toàn bộ Tư Đặc Ân đại lục này nếu chỉ đơn thuần tính độ lớn nhỏ, thì thành trì có thể so sánh với nó cũng không có bao nhiêu. Nó tựa như một đầu man hoang cự thú, nằm ngang ở đại bộ phận phía nam, không ngớt, không dứt, trưởng thành phong cách cổ xưa già nua, mang đến cho người ta một loại cảm giác đại khí. Phong cách cổ xưa đã trải qua mấy ngàn, trên vạn năm không hóa mà vẫn bất hủ. Cửa thành to lớn, cao tới trăm trượng, khí thế bằng bạc, cực kỳ bao la hùng vĩ. Xa xa nhìn lại, thành cổ lớn như vậy mang cho người ta một loại cảm giác áp bách hít thở không thông, cùng với khí tức trang nghiêm dày đặc. Đây là khí chất đặc biệt của thủ đô một quốc gia, những thành trì khác không cách nào phục chế. Đế đô Ngọc Đế Thành, là Khố Ân, con đang ở đây sao? Nhìn qua cửa thành cao lớn, Kiệt Sâm nhếch mép cười, dưới ánh mắt mặt trời chiếu rọi, hắn chậm rãi đi về phía Đế Ngọc Thành. Giờ khắc này, không có người nào chú ý đến thanh niên tóc đen kia, tên tuổi cũng không lớn mấy. Lại không biết, thanh niên tóc đen này mang đến cho Tái Luân Đế Quốc sóng gió lớn như thế nào. Thành Đông, Đế Ngọc Thành. Nơi này là khu vực mà tất cả quyền quý của đế quốc ở lại, từ vương công đại thần cho tới tất cả các đại gia tộc, cơ hồ là tất cả phủ đệ đều thành lập ở đây. Có thể nói phủ đệ ở Đông Thành này biểu hiện ra được thân nhân của nó với đối phương như thế nào. Mà ở trong Đông Thành, có một khối khu vực phồn hoa nhất, đó là Thánh Lệ Uyển. Mỗi một thân vương, thanh danh thần đỉnh tiêm của đế quốc này đều ở trong Thánh Lệ Tuyển. Khối khu vực này là địa phương cao quý nhất của cả Đông Thành, là trung tâm quyền lực của cả đế quốc. Giờ phút này, trên đại lộ đế đô của Đông Thành Lệ Uyển, một thanh niên mặc trường bào màu xanh, lưng đeo trường kiếm đang chậm rãi đi trên một phủ đệ vô cùng xa hoa. Là Khố Ân này, người lại tới nữa. Nhìn thấy những người này, hai gã hộ vệ trước cửa miệng nhịn không được thở dài lên tiếng. Với tư cách là hộ vệ của Cổ Lôi Tư gia tộc, hai người đối với Lạc Khố Ân cũng cực kỳ hiểu rõ. Bắt đầu từ hai năm trước, Lạc Khố Ân mỗi giữa tháng và cuối tháng đều đến cửa phủ đệ hai lần, cũng không gián đoạn, mục đích chính là để cầu kiến Phỉ Lộ Đặc tiểu thư. Bởi vì lần xung đột hai năm trước, nên Lạc Khố Ân muốn mạnh mẽ xông vào Cổ Lôi Tư gia tộc, lại bị Đức Phổ đại nhân đuổi ra. May mắn, ba liên đạt nhân đại sư vừa vặn đi ngang qua, Đức Phổ đại nhân mới không hạ sát thủ. Cổ Lôi Tư gia tộc với tư cách là gia tộc đệ nhất ở đế đô, ở cửa ra vào đã xảy ra chuyện oanh động như vậy, tự nhiên sẽ khiến mọi người phải nghị luận. Bởi vì cái này là Cố Ân cơ hồ bị toàn bộ đế quốc biết đến. Với tư cách là hộ vệ của Cổ Lôi Tư gia tộc, hai người bọn họ tự nhiên cũng biết rõ chuyện này rồi. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng khi trải qua chuyện này là Cố Ân sẽ triệt để hết hy vọng, thì vào tháng thứ hai, Lạc Khố Ân lại tiến ra cửa ra vào ở Cổ Lôi Tư gia tộc. Bất quá lúc này sau khi bị cự tuyệt, Lạc Khố Ân cũng không xông vào nữa, chỉ im lặng rời đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Khiêu chiến. Bởi vì hắn cũng không làm gì nên Cổ Lôi Tư gia tộc cũng không động thủ với hắn. Từ đó về sau, Lạc Khố Ân mỗi tháng đều đến Cổ Lôi Tư dạy phủ đệ hai lần, cầu kiến Phỉ Lộ Đặc. Sau khi bị cự tuyệt liền tự động rời đi, đến lúc này đã được 2 năm. Lúc mới bắt đầu, đối với Lạc Khố Ân, những hộ vệ bọn hắn thập phần mâu thuẫn và khinh thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lạc Khố Ân gia nhập Hoàng gia Linh Vũ học viện không ngừng khắc khổ tu luyện. Trong vòng 2 năm đã liên tiếp tấn chức hải cấp, đã trở thành thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư,
Hơn nữa, mỗi tháng đều không gián đoạn thành kinh bái phỏng, khiến cho hai gã hộ vệ đối với sự kiên trì của Lạc Cố Ân này cũng cảm thấy vô cùng kính nể. Dùng thiên phú và thực lực của Lạc Cố Ân muốn lấy được một mỹ tử trong gia tộc ở đế đô thực sự là rất dễ dàng. Nhưng mà hắn chỉ trung tình với mỗi Phỉ Lộ Đặc tiểu thư. Ngoại trừ tu luyện, không có người nào nghe nói hắn ở đế đô có hoạt động giải trí nào hết. Đoạn tuyệt hết thảy, khiến tất cả mọi người đều phải rung động vì hắn. Lạc Cố Ân, hôm nay đúng là lúc 30 số, người cũng quá đúng giờ đó. Lúc Lạc Cố Ân đi đến cửa phủ đệ thì hai gã hộ vệ quen thuộc lên tiếng. Thời gian 2 năm khiến bọn hắn và Lạc Cố Ân rất rõ nhau. Hai vị, kính xin vào bẩm báo một thoáng, hy vọng gia tộc có thể cho ta gặp mặt Phỉ Lộ Đặc một lần. Lạc Cố Ân đứng thẳng trước cửa ra vào, bình tĩnh lên tiếng. Được rồi, ngươi chờ một tí đi, ta đi vào thông báo. Trong đó có một gã hộ vệ thở dài, sau đó đi vào phủ đệ bẩm báo. Nhưng còn không đợi hắn đi vào đã thấy đại môn phủ đệ thoáng cái mở tung, lập tức một đoàn người từ bên trong đi ra. Ha ha, Đức Phổ đại nhân, con xin dừng bước. Đại nhân khách khí như thế, tiểu chất cũng đảm đương không có nổi. Trong đó đi đằng trước là một thanh niên chừng 27-28 tuổi, có một đầu tóc dài màu vàng kim, hai con người xanh lam, khuôn mặt trắng nõn âm u có chút anh tuấn, rồi nhấc chân lên đều có một loại mị lực không hiểu. Mà ở phía sau hắn chính là một trung niên nhân mặt chữ quốc, đang tươi cười đuổi tiễn thanh niên kia. Đi nhìn thấy bộ dạng người này, ánh mắt của Lạc Cố Ân không khỏi hơi đổi, bởi vì hắn nhận ra, trung niên nhân này đúng là cậu của Phỉ Lộ Đặc, bát giai đề cấp đế linh sư, Đức Phổ. Khắc lỗ nì, ngươi cứ đi thong thả, sau khi trở về thay ta vẫn án mã đặc tộc trưởng nhá. Đức Phổ vẻ mặt tươi cười đưa tay tiễn thanh niên tóc vàng kia. Vâng, khắc lỗ nì ta nhất định sẽ làm được. Thanh niên tóc vàng gật gật đầu đi qua Lạc Cố Ân. Đức Phổ vốn đang chuẩn bị người rời đi liền thấy Lạc Cố Ân ở cạnh phủ đệ, khuôn mặt vốn đang tràn đầy dáng cười thoáng cái thủ liễm. Lạc Cố Ân, lại là ngươi à? Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, ngươi không thể ở cùng một chỗ với Phỉ Lộ Đặc được đâu, bỏ cái ý nghĩ đây đi. Đức Phổ trên mặt tràn đầy lạnh như băng lên tiếng. Đừng nói người mỗi tháng đến cầu kiến, coi như mỗi ngày đến cầu kiến đi thì gia tộc chúng ta cũng không đồng ý đâu. Mau mau đi về đi mà rời khỏi đế đô, nếu không cứ đừng có trách Đức Phổ ta là không khách khí với người. Lúc trước nếu không phải là ba liên đạt nhân đại sư thay ngươi cầu tính, ta nể mặt hắn thì ngươi sớm đã chết ở đây rồi. Loại giáo huấn này ngươi còn rõ ràng không hấp thụ sao? Đức Phổ lạnh lùng lên tiếng. Lạc Cố Ân nắm chặt hai nắm đấm nhưng lại không nói lời nào. Đối phương là người của Cổ Lôi Tư gia tộc, bởi vì Phỉ Lộ Đặc hắn cũng phải nhịn. Sau khi nghe được Đức Phổ nói, thanh niên tóc vàng lúc trước chuẩn bị rời đi lại thoáng cái dừng bước, ánh mắt rơi vào trên người của Lạc Cố Ân. Người chính là cái tên chết tiệt Lạc Cố Ân mà cứ quấn quýt lấy Phỉ Lộ Đặc đấy, có đúng không? Thanh niên tóc vàng kia một loạt ánh mắt đạm mạc nghiền ngẫm nhìn qua Lạc Cố Ân, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Người là ai? Lạc Cố Ân ngắm nhìn đối phương, bình tĩnh lên tiếng. Tiểu tử, người hãy nghe cho kỹ, Phỉ Lộ Đặc là người mà khắc lỗ ni ta truy cầu. Nếu về sau còn để ta nghe được ngươi và Phỉ Lộ Đặc có cái gì liên quan với nhau thì đừng có trách ta không khách khí. Đối phương dùng ánh mắt bao quát cao cao tại thượng nhìn qua Lạc Cố Ân. Nghe nói như vậy, trong hai mắt của Lạc Cố Ân mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, hai đấm siết chặt, một cỗ khí tức không hiểu từ đâu phóng lên trời tán giật ra. Như thế nào, lại còn không phục à? Muốn động thủ với ta? Thanh niên tóc vàng đạm mạc nhìn Lạc Cố Ân. Ta nghe nói ngươi bây giờ là đệ nhất cao thủ của Hoàng gia Linh Vũ học viện, tự hồ danh khí rất là lớn, nhưng mà như vậy thì là tự cho mình là giỏi sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nhìn qua Lạc Cố Ân. Ta nghe nói ngươi đến từ một thành tỉnh nhỏ lẻ ở phía Nam Đế Quốc. Ta nói thật cho ngươi biết, Hoàng gia Linh Vũ học viện tuy rằng có danh khí rất lớn ở đế quốc, nhưng mà kỳ thực chỉ là một nơi không nhập lưu thôi. Thiên tài và cao thủ chính thức của đế quốc đều ở trong thánh địa cả. Thiên đài trong Hoàng Linh Vũ học viện kỳ thực đều là rác rưởi không vào được thánh địa. Thanh niên tóc vàng cao cao tại thượng dùng ánh mắt quét ngang hết thảy nhìn qua Lạc Cố Ân. Lạc Cố Ân. Ở cửa phủ đệ, Đức Phổ cũng nói chuyện. Lạc Cố Ân à, người buông tha đi. Gia tộc này sẽ không đồng ý chuyện giữa người và Phỉ Lộ Đặc đâu. Bởi vì ở đế đô này, người truy cầu Phỉ Lộ Đặc không biết là bao nhiêu.
Khắc Lỗ Ni chính là người ưu tú nhất rồi. Người biết đó, Khắc Lỗ Ni là ai? Là ai? Là đệ nhất đệ tử của Thánh Địa Đế Quốc, là thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể tấn cấp bát giai đế cấp linh sư rồi, trở thành thánh tử cao quý của Thánh Địa Đế Quốc. Người thì tính toán cái gì? Tuy rằng hắn và ngươi đều là thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư, nhưng mà ngươi có biết chưa, chênh lệch giữa ngươi và hắn căn bản kém không chỉ là một nửa điểm đâu. Người theo đuổi Phi Lộ Đặc. Trong hai mắt của Lạc Cố Ân mạnh mẽ bắn ra tinh mang, trên người của hắn chiến ý sôi trào, lạnh lùng nhìn về phía Khắc Lỗ Ni. Xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định nhỉ? Khắc Lỗ Ni lạnh như băng nhìn Lạc Cố Ân. Đã như thế thì hôm nay ta chính thức khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám ứng chiến với ta không? Khóe miệng của Lạc Cố Ân khẽ nhếch lên một tia cười lạnh. Có cái gì mà không dám? Vậy thì tốt rồi, đệ nhất thiên tài của Hoàng Linh Vũ Học Viện à? Ngươi coi như là một danh nhân đi. Thì một ngày sau ở đế đô quyết đấu tràng, đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi triệt để hết cả hy vọng, rồi cút khỏi đế đô cho ta. Nếu như không có cam tâm thì ngươi có thể bỏ quyền. Khắc Lỗ Ni lạnh lùng nói. Một con cóc cũng không muốn ăn thịt thiên nga à? Đúng là nằm mơ. Chợt, Khắc Lỗ Ni không thèm nhìn Lạc Cố Ân nữa, trực tiếp rời đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Thầy trò gặp lại. Thực sự là ngu xuẩn mà. Người có cho rằng người và Khắc Lỗ Ni hiền chất đều là thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư thì có thể có hy vọng chiến thắng đối phương à? Ai, quá là buồn cười. Bất quá, thôi thế thì cũng tốt. Sau này đợi cho người biết mình và Khắc Lỗ Ni hiền chất có bao nhiêu sai biệt thì người sẽ triệt để mất hết hy vọng thôi. Người tự cho mình là rất ưu tú à? Nói không nói thân phận, về địa vị, coi như là thực lực và thiên phú đi, người cũng chỉ là bình thường mà thôi. Ở cửa phủ đệ, Đức Phổ ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn Khắc Lỗ Ni, sau đó xoay người đi vào phủ đệ, đóng lại cửa môn. Nhìn thấy một màn này, hộ vệ lúc trước định đi vào thông báo cũng lùi lại cửa, nở một nụ cười khổ với Lạc Cố Ân. Lạc Cố Ân tự nhiên cũng biết bái phòng hôm nay đã triệt để không được, tối nay liền gật đầu với hai người, rồi sau đó rời khỏi phủ đệ cổ Lôi Tư gia tộc, đi về phía Hoàng gia Linh Vũ Học Viện. Trên đường đi, ánh mắt của hắn kiên định, trong nội tâm chiến ý sôi trào. Bất kể là ai, ta muốn cướp đi Phỉ Lộ Đặc của ta. Lạc Cố Ân ta, nhất nhiên, sẽ không bao giờ buông tha cho hắn. Lạc Cố Ân nắm chặt hai nắm đấm, âm thầm thề. Giờ phút này, ở cửa Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, một thanh niên lưng có đeo trọng kiếm màu đen đang đứng trước cửa Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, nhìn qua đại môn vô cùng to lớn. Nơi này chính là Hoàng gia Linh Vũ Học Viện sao? Trong miệng của Kiệt Sầm thấp giọng lên tiếng. Lập tức hắn đi về phía trước, thấy một đệ tử đang đi ra khỏi cửa. Đây là một thiếu nữ ước chừng 20, thân mặc một thân trường bào hỏa hồng sắc, khuôn mặt thanh lệ, thanh tú cuốn hút, có sức, xinh đẹp động lòng người. Xin chào, xin hỏi nơi này có đệ tử nào tên là Lạc Cố Ân? Kiệt Sầm thoáng cái đi đến trước mặt nữ đệ tử kia, trong miệng hỏi thăm. Nữ đệ tử kia tự hồ đang suy nghĩ gì đó, bị Kiệt Sầm cản lại như vậy thiếu chút nữa đã đụng vào người Kiệt Sầm, trong nội tâm nhịn không được giận dữ. Trong quá trình ngẩng đầu lên, lại càng nhìn thấy trường bào màu đen bình thường kia của Kiệt Sầm và thanh trọng kiếm màu đen sau lưng, nên trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ xem thường. Lạc Cố Ân chính là danh nhân của Hoàng gia Linh Vũ Học Viện của chúng ta. Có người nào không biết, lại còn chạy tới trì độn mà hỏi. Phương thức tiếp cận của ngươi quả thực là quá quê mùa đấy. Nữ đệ tử kia đảo mí mắt, trong miệng khinh thường lên tiếng. Bất quá đợi sau khi nàng trông thấy dung mạo có chút anh tuấn của Kiệt Sâm, lại nhịn không được dừng lại một chút. Bất quá vẻ xem thường trên mặt nàng cũng không có giảm bớt. Ở Tư Đặc Ân đại lục này, thực lực vi tôn, những nữ tử có thể được Hoàng gia Linh Vũ Học Viện trúng tuyển như các nàng thì mỗi người đều có rất nhiều thiên phú tu luyện. Khác với nữ tử bình thường nhìn trúng tướng mạo của nam nhân, các nàng thường là nhìn vào bối cảnh và thực lực của đối phương. Kiệt Sầm nhíu mày, bất quá trên mặt lại không có chút không vui, tiếp tục lên tiếng nói. Vậy thì đồng học người có thể mang ta đến chỗ của hắn đi, ta là bằng hữu của hắn. Cái gì? Bảo bồn tiểu thư mang người đến chỗ Lạc Cố Ân à? Nữ đệ tử kia đánh giá Kiệt Sâm từ trên xuống dưới một thoáng,
xem xét vẻ thường trong ánh mắt lại càng thêm đực, trực tiếp cự tuyệt nói: "Bồn tiểu thư không có rảnh." Nói xong trong miệng còn nói thầm: "Đã nói cái loại phương thức tiếp cận này của ngươi rất là nhà quê rồi, lại còn chấp mê chấp ngộ. Lạc Khổ Ân chỉ là đệ tử thiên tài của Hoàng gia Linh Vũ học viện chúng ta, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện thôi, tới bây giờ còn chưa nghe nói qua hắn ở đế đô có bằng hữu gì. Chỉ bằng ngươi cũng muốn nhắc lên quan hệ với Lạc Khổ Ân à?" Hôm nay Kiệt Sâm mặc trường bào tồi tàn, sau lưng mang một thanh trọng kiếm, linh lực chấn động trên người cũng rất yếu, dĩ nhiên lại bị cô gái này xem là loại không có danh tiếng muốn tìm cách tiếp cận mình. Kiệt Sâm lắc lắc đầu, hắn vừa định đi hỏi thăm những người khác lại thấy xung quanh một tiếng truyền ra một hồi kinh hồ ầm ĩ. "Mau mau nhìn kìa, Lạc Khổ Ân, là Lạc Khổ Ân đó." "Thì là đệ nhất thiên tài của học viện chúng ta, thất giai cao cấp hoàng linh sư, có gì lạ sao?" "Lạc Khổ Ân này rất ít xuất hiện, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện mà, khó có dịp hắn ra ngoài." "Nghe nói hắn đang theo đuổi phỉ lộ đặc cổ Tu Lôi gia tộc, nhưng mà vẫn bị cổ Tu Lôi gia tộc cự tuyệt đó." "Ai, một nam nhân tốt như thế, vì sao lại không phải là yêu ta?" Cửa Hoàng gia Linh Vũ học viện, rất nhiều đệ tử ra ra vào vào, không ít người trong miệng kinh hô, nhìn qua bóng người đang xa xa đi tới trên đường phố, trong ánh mắt toát ra vẻ sùng bái. Mà nữ tử thanh lệ trước mặt Kiệt Sâm cũng hai mắt tỏa ra ánh sáng nhìn qua bóng người đó, trong miệng lại càng lên tiếng: "Nếu mà ta có thể là bạn gái của Lạc Khổ Ân thì tốt hơn hẳn." Cửa Hoàng gia Linh Vũ học viện, trong mắt Kiệt Sâm cũng hiện lên một tia kích động. Hắn mạnh mẽ xoay người, nhìn phía thanh niên đang cúi đầu, tự hồ đang suy nghĩ điều gì đó cách đó không xa. Thân ảnh quen thuộc kia khiến cho Kiệt Sâm thoáng cái nhận ra, người này đúng là nhị đệ tử Lạc Khổ Ân. Cửa học viện, nhìn thấy Lạc Khổ Ân đi tới, rất nhiều đệ tử đều không kìm hãm được nhường cho Lạc Khổ Ân đang cúi đầu suy tư về một gì đó một lối. Nhưng mà Kiệt Sâm cứ như vậy đứng ở cửa ra vào, nhìn qua đệ tử của mình. So sánh với 4 năm trước, Lạc Khổ Ân đã cao hơn, nhưng mà càng thêm thành thục, khí thế bước người từ trên người hắn hoàn toàn bất đồng với trước kia. "Lạc Khổ Ân." Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả đệ tử, Kiệt Sâm có chút kích động lên tiếng. Trên đường quay về cửa phủ đệ Cổ Lôi Tư gia tộc, trong nội tâm của Lạc Khổ Ân vẫn một mực đang suy tư về trận quyết đấu với Khắc Lỗ Ni ngày mai, cũng không để ý đến tình huống xung quanh. Trong lúc đó, một đạo thanh âm vô cùng quen thuộc mạnh mẽ truyền vào tai hắn, khiến hắn thoáng cái bừng tỉnh. Thanh âm này. Trong mắt của Lạc Khổ Ân có chút kích động, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến. Khi thấy ở trước mặt hắn cách đó không xa, một hắc y nhân đang trên lưng có một cành thanh kiếm màu đen, cứ như vậy im im lặng lặng nhìn qua hắn. Khuôn mặt và vũ khí kia rất quen thuộc, khiến toàn thân của Lạc Khổ Ân chấn động như điện giật. Giờ khắc này, trong đầu của hắn trống rỗng. Trong ánh mắt khiếp sợ của rất nhiều đệ tử, thần tượng trong suy nghĩ của tất cả đệ tử Hoàng gia Linh Vũ học viện kia, Lạc Khổ Ân có danh xưng là học viện đệ nhất thiên tài ở trước mặt các đệ tử miệng ngập ngừng, nước mắt lại không nhịn được chảy ra. "Sư phụ!" Trong miệng của Lạc Khổ Ân thoáng cái hét to, hắn kích động nhanh chóng chạy hai bước về phía trước, ánh mắt hoàn toàn rơi vào trên người của khắc hắc thanh niên. "Lạc Khổ Ân." Khóe miệng của Kiệt Sâm tách ra dáng cười, trong lòng cũng có một tia kích động. Thiếu niên tào nhã, mặt mũi đầy ngây thơ, tâm địa vô cùng lương thiện nằm đó, hôm nay đã là một thanh niên cao 1m7m8 rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Thầy trò gặp lại. "Sư phụ, cuối cùng người đã đến rồi. Người cuối cùng đã đến. Ta còn tưởng rằng người không cần Lạc Khổ Ân nữa." Lạc Khổ Ân lập tức vào tới trước mặt Kiệt Sâm. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện của phỉ lộ đặc. Trong lòng của hắn lộ vẻ kích động vô tận. Kích động giờ phút này, hắn đã không cách nào ức chế được nó. "Yên tâm đi, sư phụ sao lại không cần ngươi?" Kiệt Sâm vỗ vỗ bả vai Lạc Khổ Ân, cẩn thận đánh giá Lạc Khổ Ân, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. "Sư phụ." Lạc Khổ Ân thần sắc kích động nhìn qua Kiệt Sâm, chăm chú nắm chặt Kiệt Sâm. Nhìn thấy sư phụ của mình, trong nội tâm của Lạc Khổ Ân kích động trước này chưa từng có, nước mắt không ngừng chảy xuống, mang theo tia nghẹn ngào. "Sư phụ, Lạc Khổ Ân rất nhớ người." Giờ khắc này, cô độc nhiều năm qua thoáng cái liền tiêu tán, hắn như thuyền giãy giụa khỏi phong bao để về tới cảng, trong nội tâm cảm nhận được an toàn trước này không có.
Nhìn qua Lạc Khố Ân thân là học viện đệ nhất thiên tài, thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư. Tất cả gần đây đều kiêu cường cao ngạo, lạnh lùng lại toát ra vẻ trẻ con như vậy. Tất cả các đệ tử trước cửa học viện đều lộ ra vẻ ngốc trệ nhìn qua một màn, không dám tin vào hai con mắt của mình. Mà nữ đệ tử vừa nói chuyện với Kiệt Sâm lại càng há to con mắt, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng được. Cách đó không xa, sách vở trong tay rơi xuống đầy đất nhưng lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Kiệt Sâm, Lạc Khố Ân, hai thầy trò đã cách xa nhau gần 4 năm. Hơn 5 năm trước, Kiệt Sâm đi vào Xích Nhĩ hành tinh thi triển thần chi nộ hỏa. Bản thân bị trọng thương, được Lạc Khố Ân vô tình cứu giúp. Rồi sau đó Kiệt Sâm liền thu Lạc Khố Ân làm đồ đệ, cũng trị hết tổn thương của Mộc Linh thân thể trên người hắn. Rồi sau đó, dưới sự trợ giúp của Kiệt Sâm, Lạc Khố Ân vẻn vẹn chỉ mất hơn 1 năm, liền từ tứ giai thiên linh sư tấn cấp đến lục giai cao cấp tôn linh sư. Về sau, Kiệt Sâm liền cùng phụ thân lên đường đi tới Tây Bắc Trừ Quốc. Khi đó, Kiệt Sâm mới 20 tuổi, mà Lạc Khố Ân cũng chỉ có 19. Mà bây giờ đã 4 năm đi qua, Kiệt Sâm đã 24, Lạc Khố Ân cũng mới có 23. Thầy trò bọn hắn cũng lại lần nữa gặp mặt trong biệt thự của Lạc Khố Ân. Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân ngồi đối diện trên mặt ghế của phòng khách. Với tư cách là đệ tử cao thủ của Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư, Lạc Khố Ân tự nhiên không cần ở lại khu ký túc xá như đệ tử bình thường, mà hắn có được một biệt thự của riêng mình. Trong đó cái gì cũng có, thậm chí có một phòng huấn luyện giản dị. Mà Kiệt Sâm, Lạc Khố Ân đều đang nói chuyện đến những chuyện trong thời gian qua. Lúc trước Kiệt Sâm bởi vì thực lực cũng không có nên cần mai danh ẩn tích. Hắn hôm nay cũng coi như một phương kiêu hùng, tự nhiên liền nói chuyện của mình đơn giản một lần. Nghe Kiệt Sâm giảng thuật, trên mặt của Lạc Khố Ân cũng tràn đầy khiếp sợ. Hắn thực sự không ngờ sư phụ của mình thậm chí lại có rất nhiều kinh nghiệm như vậy, vẻn vẹn lớn hơn mình một tuổi, rõ ràng là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, là một trong các đệ tử cao cấp nhất đại lục, lại càng là hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội của Đế Quốc Luân Đa Hành Tỉnh. Còn mình so với hắn, căn bản chả coi vào đâu. Ta hiện giờ vừa lúc bị Linh Dược Sư ngoại pháp phóng tới Luân Đa Hành Tỉnh, sau khi giải quyết xong mọi chuyện nên là ta mới tới nơi này để thăm người. Kiệt Sâm cười cười nói, ta đại khái sẽ ngốc ở tái luyện đế quốc hơn 1 năm. Đợi đến khi thiên tài thí luyện thi đấu đại lục bắt đầu thì ta phải trở về Linh Dược Sư Tháp. Thiên tài thí luyện thi đấu sao? Sư phụ à, thực lực của người đã lợi hại như thế sao? Lạc Khố Ân kinh hỉ nói, cho dù là Kiệt Sâm 4 năm trước mới chỉ là ngũ giai cao cấp tông linh sư, đã đánh chết được Khoa Ân Hỷ Nhĩ tộc trưởng thân là thất giai đế cấp Hoàng Linh Sư, hắn cũng biết thực lực của Kiệt Sâm nhất định sẽ không chỉ như biểu hiện bên ngoài. Nhưng mà sau khi nghe được Kiệt Sâm nói, hắn vẫn không nhịn được lắp bắp kinh hãi. Lạc Khố Ân hiện giờ ở Tái Luân Đế Quốc cũng coi như là một nhân vật thiên tài, lại càng được thánh địa của các đế quốc khác mời gọi. Đối với một ít thiên tài của đế quốc tự nhiên cũng biết sơ lược. Thiên tài mạnh nhất của tứ đại đế quốc bình thường đều tập trung ở trong thành địa của mỗi nước. Đệ tử bình thường đều có điểm giống với đệ tử bình thường của Linh Dược Sư Tháp. Khắc Lỗ Ni thân là thánh địa đệ nhất đệ tử, liền tương đương với người mạnh nhất trong hàng đệ tử cao cấp của Linh Dược Sư Tháp, thân phận có chút cùng loại với Lai Ngang Nạp Đa. Trong thánh địa của đế quốc, chỉ cần đệ tử bình thường tấn thăng đến bát giai cấp thấp đế linh sư là có thể có thánh địa linh tử, địa vị có chút cùng loại với đệ tử hạch tâm trong Linh Dược Sư Tháp. Trong đại lục Tinh Anh Đại Tái, Lạc Khố Ân cũng nghe vậy. Cả đế quốc này chỉ là 12 danh ngạch, tất cả đều là nhân vật thánh địa thánh tử kiệt xuất nhất đế quốc, tất cả đều là những người phi phàm, mà mấy người mạnh nhất trong đó đều là bát giai cao cấp đế linh sư, yếu nhất cũng là bát giai trung cấp đế linh sư. Linh Dược Sư Tháp này thân là một trong hai đệ tử cao cấp nhất của đại lục, nhân vật thiên tài trong đó so sánh với 4 đại đế quốc chỉ là mạnh không có yếu. Mà Kiệt Sâm có thể đại biểu cho Linh Dược Sư Tháp tham gia chiến đấu thiên tài thi đấu luyện, ít nhất cũng cần có thực lực bát giai trung cấp đế linh sư, làm cho Lạc Khố Ân nhịn không được mà phải khiếp sợ. Phải biết rằng sư phụ mới chỉ hơn mình 1 tuổi, thực lực hoàn toàn không cùng cấp bậc với mình, lại càng thêm khoa trương, sư phụ khác với đám thánh địa thánh tử của đế quốc. Sư phụ là thân đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, chính là một gã linh dược đại sư. Lạc Khố Ân vừa nghĩ tới thực lực của sư phụ 4 năm trước, cộng thêm tốc độ tu luyện đối lập nhau bây giờ. 4 năm trước, tạo nghĩ linh dược học của Kiệt Sâm đã hoàn toàn có khả năng đạo luận với thất giai trung cấp linh dược hoàng sư như ba liên đạt nhân đại sư. Hôm nay 4 năm nữa đã qua đi, tạo nghĩ linh dược học của sư phụ chỉ sợ đã đạt tới mức độ người bình thường không có khả năng so sánh. Nghĩ đến đây,
Tâm thần của Lạc Khố Ân nhịn không được mà kinh hãi. So sánh với sư phụ, chính mình đây là cái gì thì cũng không đúng. Lạc Khố Ân. Kiệt Sâm nhìn về phía Lạc Khố Ân. Ta trước khi đọc phụ thân khởi tư đặc cùng với A Lỗ Địch Ba, ta đã nghe nói qua chuyện giữa ngươi và Phỉ Lộ Đặc. Nhưng mà cụ thể trong đó thì ta cũng không hiểu lắm. Ngươi nói với ta luôn đi. Hiện giờ ngọn nguồn của ngươi là như thế nào? Lạc Khố Ân thành thật gật đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ lên tiếng nói. Sư phụ à, là như thế này. Lúc này, Lạc Khố Ân liền đem tất cả kinh nghiệm của mình đều nói ra chi tiết. Nói như vậy thì xế chiều ngày mai người phải giải quyết với cả Khắc Lỗ Ni. Kiệt Sâm nhíu mày. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Kênh MC Annie. Luận bàn. Vốn Kiệt Sâm sau khi rời tới đế đô sẽ tìm bọn người ba lên đạt nhân đại sư, nhưng là biết được có những người cạnh tranh với Lạc Khố Ân, rồi sau đó tái thương lượng với Cổ Lôi Tư gia tộc, làm cho Lạc Khố Ân gặp phải mặt cao tầng của Cổ Lôi Tư gia tộc và Phỉ Lộ Đặc một lần, thông qua các biện pháp trợ giúp Lạc Khố Ân. Nhưng mà hiện giờ nghe nói ngày mai Lạc Khố Ân và Khắc Lỗ Ni quyết đấu với nhau, những chuyện khác đành phải bỏ lại phía sau. Mấu chốt nhất thời hiện tại chính là giúp Lạc Khố Ân chiến thắng vào ngày mai. Nếu không, nếu Lạc Khố Ân thua trong quyết đấu, phương diện yếu tố nhất của hắn bại trong cái tay kẻ khác, dù cho Kiệt Sâm có giúp hắn cũng rất khó đả động người ta. Thực lực của Khắc Lỗ Ni như thế nào? Người có nắm chắc về lần quyết đấu này không? Kiệt Sâm nhìn qua Lạc Khố Ân lên tiếng. Lạc Khố Ân tự tin nói. Sư phụ à, người cứ yên tâm. Khắc Lỗ Ni tuy được xưng là đệ tử kiệt xuất nhất thánh địa thánh tử, nhưng mà cũng chỉ là thất giai cao cấp hoàng linh sư thôi. Tuy ta tấn cấp thất giai cao cấp hoàng linh sư không lâu nay, nhưng mà chỉ cần hắn không đạt tới bát giai đế linh sư thì ta sẽ không sợ hắn đâu. Sư phụ ngươi không nói sao? Thân thể của ta thuộc là mộc linh thần thể, trong ngàn cấp ta còn sợ ai đây? Nếu ai ngăn cản trước mặt của ta, ta sẽ một cước đá văng hắn luôn. Sư phụ à, đây chính là lời mà ngươi đã dạy ta mà, nên ta có phần tự tin như thế. Kiệt Sâm gật gật đầu. Đệ tử kiệt xuất nhất thánh địa là thất giai cao cấp hoàng linh sư sao? Như thế này đi, lát nữa ngươi chiến đấu với ta một trận, cho ta xem thực lực của ngươi như thế nào. Kiệt Sâm muốn dùng thực lực của đệ nhất linh dược thành của linh dược sư tháp đến nghiệm chứng, muốn nhìn xem thực lực chân thật của Lạc Khố Ân đạt tới mức nào. Đồng thời đối với thể chất mộc linh thân thể cường đại, Kiệt Sâm lại vô cùng hiếu kỳ. Mà Kiệt Sâm cùng với Lạc Khố Ân lúc trao đổi trong Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, Ni Áo Bì cùng Lạc Khố Ân quyết đấu và xế chiều ngày mai cũng truyền ra khắp đế đô. Sau khi sự kiện quyết đấu này truyền ra ngoài, tất cả dân chúng đến đế đô đều hưng phấn. Một là đệ tử kiệt xuất nhất của thánh địa, thất giai cao cấp hoàng linh sư, Đường Ni gia tộc Khắc Lỗ Ni. Mà một là đệ nhất thiên tài của đế quốc Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, thất giai cao cấp hoàng linh sư, Lạc Khố Ân. Trọng hiểu hơn là Lạc Khố Ân bởi vì chuyện 2 năm trước đã sớm trở thành người của đế đô, mà Khắc Lỗ Ni trước kia bất tiện bất sơn lộ thủy. Bây giờ là vì quyết đấu với Lạc Khố Ân, cũng không có ai biết hắn đang theo đuổi Cổ Lôi Tư gia tộc Phỉ Lộ Đặc. Hai người này đánh trận hoàn toàn là bởi vì tranh đoạt Phỉ Lộ Đặc mà quyết chiến. Lập tức đủ loại chuyện xấu giữa Lạc Khố Ân và Khắc Lỗ Ni, Phỉ Lộ Đặc truyền đến ba khắp cùng ngõ hẻm của các đế đô. Đồng thời rất nhiều người đem ánh mắt tập trung trên người của Cổ Lôi Tư gia tộc. Cổ Lôi Tư gia tộc này chính là gia tộc đệ nhất của đế quốc, vô cùng cường đại, là đối tượng vô số gia tộc muốn thông gia. Nhưng mà cũng không biết có bao nhiêu gia tộc đã từng đắc tội tới mục đích của thông gia với Cổ Lôi Tư gia tộc này. Nhưng mà Phỉ Lộ Đặc là đệ tử trực hệ của Cổ Lôi Tư gia tộc, thân phận không giống người thường, hấp dẫn vô số ánh mắt của các thế lực. Bởi vậy, thái độ của Cổ Lôi Tư gia tộc cũng được rất nhiều để ý và lưu ý. Nếu như cuộc quyết đấu này là do Cổ Lôi Tư gia tộc bảy mưu tính kế, ý nghĩa của nó sẽ không giống như bình thường. Điều này nói rõ, Cổ Lôi Tư gia tộc tán thành hai người này, muốn từ đó chọn ra một người. Nhưng mà thái độ của Cổ Lôi Tư gia tộc hoàn toàn làm cho rất nhiều gia tộc nghi hoặc. Đối mặt với trận quyết đấu oanh liệt như vậy, Cổ Lôi Tư gia tộc không có bất cứ thanh minh gì, một câu cũng không nói. Nói tới chuyện này, hoàn toàn là quyết đấu giữa hai người, mà không phải là Cổ Lôi Tư gia tộc này bảy mưu đặt kế. Sân luyện công ở khu đất chống phía sau biệt thự của Hoàng gia Linh Vũ Học Viện là Khố Ân. Kiệt Sâm, là Khố Ân, hai người này đang quyết đấu với nhau.
Kiều Sâm nhìn thẳng Lạc Khố Ân. Lạc Khố Ân, Khắc Lỗ Ni là kim hệ. Ta hiện giờ đã dùng thuộc tính kim hệ để quyết đấu với người. Ngươi không cần có chút cố kỵ. Xem tất cả thể lực của ngươi, đánh luôn ra. Cũng cho ta nhìn xem thực lực của ngươi trong mấy năm nay như thế nào. Vâng, sư phụ. Lạc Khố Ân lên tiếng, thoáng một cái rút trường kiếm bên hồng ra. Có một cỗ khí tức linh lực mộc hệ cường đại từ trên người của hắn tản ra. Linh lực mộc hệ mạnh tới kinh người, lập tức tràn ngập cả sân luyện công. Đúng vậy, có chút bộ dáng. Kiều Sâm nhìn qua Lạc Khố Ân, trong miệng cảm khái, lập tức lên tiếng nói. Lạc Khố Ân, phải ra tay toàn lực. Biết rõ. Lạc Khố Ân lên tiếng, thân hình của hắn thoáng một cái, thân thể đã hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh, như thiểm điện lướt qua phía Kiều Sâm, đồng thời trường kiếm trong tay của hắn nhắm ngay Kiều Sâm bổ mạnh xuống. Một đạo hào quang màu xanh chói mắt vạch phá bầu trời, giống như một cây đại thụ xum xuê, không ngừng đung đưa, qua lại trong gió, sau đó quất thẳng vào trong mặt của Kiều Sâm. Kiều Sâm cũng không có chút hắc sắc trọng kiếm sau lưng ra, đơn phương hóa kiếm, bàn tay chém ra, nhìn thì chậm chạp nhưng mà hoàn toàn rất quỷ dị, nó ngăn cản được công kích của Lạc Khố Ân. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Kiều Sâm cảm giác được linh lực kim hệ trong cơ thể của mình run lên bần bật, một loại uy áp đặc biệt bao phủ thân thể của hắn. Đồng thời, một cỗ lực lượng mộc hệ kinh người trực tiếp trùng kích tới, từng đợt cơn công kích tiến vào trong thân thể của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm tinh tế cảm giác, kim linh châu trong đầu xoay tròn rất nhanh, đồng thời thân chế của hắn mạnh hơn. Đại lượng linh dược mộc hệ truyền vào thân thể của Kiệt Sâm, bị hắn đánh cho sơ xác, bài xuất, nhưng ánh mắt của Kiệt Sâm lại sáng lên. Thuộc tính áp chế sao? Không ngờ là thuộc tính áp chế. Linh lực mộc hệ lại sinh ra áp chế với linh lực kim hệ. Quả nhiên, không hổ là mộc linh thân thể. Trong nội tâm của Kiệt Sâm không nhịn được mà tán thưởng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, dưới những tình huống bình thường, kim khắc mộc, linh lực kim hệ, hắc sắc, chế linh mộc hệ. Nhưng trước đó, Kiệt Sâm lại cảm giác được linh lực mộc hệ của Lạc Khố Ân này áp chế ngược lại bản thân mình, làm cho Kiệt Sâm cảm thấy rất vui mừng. Người bình thường tu luyện ra thuộc tính linh lực đều là thuộc tính linh lực bình thường nhất, mà Lạc Khố Ân này thân là mộc linh thân thể, tu luyện ra chính là cực hạn linh lực mộc hệ, phẩm chất vượt xa linh sư bình thường. Cho dù là đối mặt với linh sư kim hệ tương khắc, cũng là có thể áp chế, lại càng không cần nói tới một thuộc tính khác. Đây cũng là nguyên nhân xung đột giữa mộc linh thân thể cường đại hơn với các thể chất khác. Mà trong nội tâm của Kiệt Sâm cảm thán, là cô ân không ngừng tiến công, thân hình hắn như một đạo lưu quang màu xanh, không ngừng lập lòe, ai cũng không biết sau đó hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Đồng thời từng đạo cầu vồng màu xanh từ trên trời giáng xuống, không ngừng ngắm về phía Kiệt Sâm. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Kiệt Sâm ban ân. Nhưng mặc cho Lạc Khố Ân tiến công như thế nào, những cầu vồng này hoàn toàn bị Kiệt Sâm ngăn cản, hóa ra từng cái. Sư phụ, người hãy coi chừng đấy, ta sắp xuất tuyệt chiêu mạnh nhất. Lạc Khố Ân hét to. Kiệt Sâm cười nhạt gật gật đầu. Mộc chi áo nghĩa, khô mộc phùng xuân. Lạc Khố Ân phát ra tiếng hét to, thân thể của hắn phát ra màu xanh vạn trượng, cực quang màu xanh, phù thiên cái địa lao tới, đan xen vào nhau, bao phủ Kiệt Sâm từ khắp bốn phương tám hướng, giống như hồng thủy đầy trời, lập tức bao phủ Kiệt Sâm ở trong. Kiệt Sâm lập tức cảm giác được mình đang ở một vùng quê đầy cây xanh. Mọi thứ xung quanh đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nhưng mà sinh cơ này lại có một điểm chí mạng, đó là không ngừng áp chế, hấp thu linh lực kim hệ tản mát ra từ người của mình. Không tệ, không tệ. Kiệt Sâm liên tục gật đầu, dưới linh lực màu xanh đó, ngay cả hắn cũng phải phí sức lực thật lớn mới có khả năng ngăn cản được linh lực mộc hệ xung quanh hấp thu linh lực của mình. Linh sư bình thường thì không cần phải nói. Ngay lập tức, Kiệt Sâm biểu lộ nghiêm túc. Là Khố Ân, coi chừng. Thoại âm vừa xuất, kim linh châu trong đầu của Kiệt Sâm xoay tròn cực nhanh, linh lực màu vàng không ngừng từ trong thân thể của hắn toát ra, trong hai tròng mắt thần mang bắn ra, động tác không cách nào tưởng tượng được. Kiệt Sâm nắm ngay bầu trời đầy màu xanh mạnh mẽ đấm tới. Nắm tay của Kiệt Sâm có kim quang sáng lạn, một quyền này như mặt trời, là Khố Ân phóng thích thành mang vô cùng to lớn, nhưng dưới oanh kích của Kiệt Sâm nó không ngừng nổ tung, hóa thành vô hình. Trong sân luyện công, là Khố Ân liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Sắc mặt vốn tái nhợt, lập tức khôi phục lại như bình thường. Ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm tràn ngập khiếp sợ. Một chiều lúc nãy,
là chiêu mạnh nhất của hắn. Vốn hắn còn tưởng rằng sẽ làm cho sư phụ phiền toái, nhưng mà không nghĩ tới lại bị một quyền của Kiệt Sâm đánh vỡ. Đúng vậy, thực lực quả là không tồi. Nhìn qua gương mặt đầy khiếp sợ của Lạc Khố Ân, Kiệt Sâm lại cảm khái lên tiếng. Ngay cả bản thân ta muốn công phá chiều số của ngươi cũng là cần hao tốn linh khí nhất định. Hơn nữa linh lực của ngươi mang theo là thuộc tính áp chế đối với ta. Không tệ, thực sự là không tồi. Kiệt Sâm rất thỏa mãn gật đầu, trên mặt tràn ngập tán thưởng. Hắn một mực lo lắng là Cố Ân này dù có thiên phú tuyệt hảo, nhưng bởi vì không có người chỉ đạo cho nên lĩnh ngộ pháp tắc không sâu. Với cấp bậc này, sức chiến đấu lại không có. Nhưng mà hiện tại Kiệt Sâm lại tràn ngập vui sướng trong nội tâm. So sánh với chính mình, tuy là Cố Ân công kích còn non nớt, nhưng mà linh lực ngũ pháp tắc có tương đối thấu triệt, tuyệt đối không phải là tu luyện là có. Hắn không phải là dạng công tử bột. Được rồi là Cố Ân, dùng thực lực của ngươi, giống như bình thường thất giai cao cấp hoàng linh sư có lẽ sẽ không có người nào là đối thủ của ngươi. Và thậm chí còn có một ít bát giai đế cấp lế linh sư bình thường thì ngươi cũng có cơ hội chiến thắng. Kiệt Sâm cảm khái nói. Kiệt Sâm là ai? Mặc dù hắn là thất giai cao cấp hoàng linh sư, nhưng luận về thực lực chân thật hoàn toàn đã đạt tới trình độ bát giai cao cấp đế linh sư. Hơn nữa hắn còn đó có kim linh châu, kim linh lực hệ ở trong cơ thể so sánh với kim hệ linh sư còn tinh khiết, cường đại hơn. Mà công kích của Lạc Khố Ân lại vô cùng cường hãn, đủ để cho thấy Lạc Khố Ân mạnh mẽ so sánh giữa bát giai cấp thấp đế linh sư cùng thất giai cao cấp hoàng linh sư. Đương nhiên độ linh lực hắn mạnh mẽ hơn, cảm ngộ pháp tắc cũng rất sâu, đồng thời có được nguyên tố kết giới mạnh nhất, có thể áp chế thất giai linh dược sư cấp thấp. Nhưng có được mộc linh cực hạn, Lạc Khố Ân lại có mộc linh thân thể, căn bản không sợ nguyên tố kết giới của đối phương áp chế, trái lại còn có thể áp chế đối phương. Mà ở cường độ linh lực, thất giai cường hạn linh lực mộc hệ không giới bát giai cấp thấp bình thường. Về phần cảm ngộ pháp tắc, lúc trước là Khô Ân thi triển khô mộc phủng xuân, hiển nhiên cảm ngộ pháp tắc đã đạt ở trình độ cao kinh người. Tổng hợp lại là Khô Ân hiện tại đã hoàn toàn có thể chiến thắng bát giai đế cấp linh sư bình thường. Ít nhất trong suy nghĩ của Kiệt Sâm, nếu như là Khô Ân hiện giờ đối với chiến thắng Mặc Tư Bản tộc trưởng Bác Nhĩ Đinh gia tộc tại Luân Đa hành tinh chiến thắng thì vô cùng có khả năng là Lạc Khố Ân. Ngay từ đầu, Kiệt Sâm còn có chút bận tâm chuyện Lạc Khố Ân quyết đấu với Khắc Lỗ Ni, nhưng mà hiện tại xem xét, cảm thấy mình là quá mức cẩn thận mất rồi. Nhưng mà chiến pháp công kích của người còn quá mức non nớt bởi vì không có kinh nghiệm, hơn nữa đã quá mức kiên cường rồi. Kiệt Sâm lại đánh giá, vạch pháp chỗ thiếu hụt của Lạc Khố Ân trước. Là công kích của linh sư mộc hệ đều là quấn, lấy quấn làm chủ, hơn nữa dựa vào tính mạng sức sống cường đại của linh dược sư mộc hệ, dùng tiêu hao sức chiến đấu. Nhưng mà công kích của người ta cảm thấy rất kiên cường, đây là bởi vì người có được linh lực mộc hệ cực hạn và có khả năng phát huy sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng mà nếu như chỉ lựa trên cơ sở như vậy thì tăng thêm mấy phần mềm dẻo đi thì có kết quả tốt hơn đó. Lạc Khố Ân cũng gật đầu. Lúc trước Kiệt Sâm biểu hiện sức chiến đấu vô cùng cường đại, làm cho hắn cảm thấy áp lực, đồng dạng là thất giai cao cấp hoàng linh sư, nhưng mà Kiệt Sâm cường đại hơn hắn rất nhiều, cũng làm cho hắn phải cảm khái. Quả nhiên không hổ là sư phụ, thực đúng là rất mạnh. Thời điểm nội tâm Lạc Khố Ân cảm khái vô tận, đột nhiên Kiệt Sâm nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, một đạo lưu quang từ đằng xa xuất hiện, sau đó nhanh như thiểm điện bay thẳng tới sân luyện tập của Lạc Khố Ân, chậm rãi hạ xuống. Lạc Khố Ân à, lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Đến là một lão giả tóc bạc, vừa hạ xuống hắn đã đưa ra nghi vấn. Người này chính là Mai Lý Nhĩ, viện trưởng của Hoàng Gia Linh Vũ Học Viện. Lúc trước hắn đi thẳng tới văn phòng, nghe nói ngày mai Lạc Khố Ân sẽ quyết đấu với Khắc Lỗ Ni. Lúc này đang chuẩn bị tới thăm hỏi Lạc Khố Ân về tình huống cụ thể, đột nhiên cảm thấy nơi này có khí tức linh lực chấn động rất mạnh, giống như có hai người đang đối chiến. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong nội tâm hắn lo lắng nhìn Lạc Khố Ân, cho nên dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Nhưng chỉ nhìn thấy hai thanh niên đang đứng nói chuyện. Mai Lý Nhĩ viện trưởng, đây là sư phụ của ta. Lúc nãy ta và sư phụ của ta đang luận bàn với nhau. Lạc Khố Ân nhìn thấy lão giả này, cho nên đáp lời. Cái gì? Sư phụ của ngươi? Trên mặt của Mai Lý Nhĩ hiện ra một tia kinh ngạc, rồi sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua Kiệt Sâm. Đôi mắt của lão giả này thâm thúy như ánh sao trong bầu trời đêm, không ngừng xoay tròn. Hắn lập tức cảm giác được thâm trầm như biển, như muốn hút thứ gì đó vào trong. Linh thức khủng bố,
bao phủ lấy thân thể của Kiệt Sâm như muốn nhìn thấy thứ gì đó. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Truyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Kiệt Sâm ban ân. Đối mặt với quan sát của lão giả, Kiệt Sâm chỉ cười cười nhìn cho qua, biểu lộ vân đạm phong khinh, dường như không có bị linh thức cường đại của Mai Lý Nhĩ chấn nhiếp. Hắn lên tiếng nói: "Vậy thì xin chào lão tiên sinh, người cứ nhìn trộm người khác như thế này hình như có chút quá phận rồi đấy." Trong đôi mắt của Mai Lý Nhĩ có một tia kinh ngạc, dùng thực lực bát giai đỉnh phong của hắn, liếc là có thể nhìn ra, thanh niên tóc đen này giống như Lạc Khố Ân, chỉ là một thất gia cao cấp hoàng linh sư, nhưng dưới linh thức bát giai đỉnh phong của hắn không một chút lay động, làm cho Mai Lý Nhĩ cảm giác rất thâm thúy. Hắn chưa từng nhìn thấy người trẻ tuổi nào mà có thái độ được như Kiệt Sâm. Mai Lý Nhĩ thu hồi linh thức, lên tiếng nói: "Lão phù Mai Lý Nhĩ, viện trưởng của Hoàng gia Linh Vũ Học Viện, không biết các hạ là ai?" "Ta là Kiệt Sâm, đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa Hành Tỉnh." Kiệt Sâm cười cười lên tiếng: "Hả? Cái gì?" Mai Lý Nhĩ khiếp sợ lên tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn qua Lạc Khố Ân, ngừng trọng lên tiếng: "Lạc Khố Ân, trước kia sao người không chịu gia nhập thánh địa theo đề nghị của ta? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân à?" "Sao? Cử tuyệt đề nghị gia nhập thánh địa?" Kiệt Sâm cách đó không xa, mắt nhìn thấy Lạc Khố Ân. Thánh địa của đế quốc đối với một đệ tử của Tái Luân đế quốc mà nói đại biểu cho điều gì, Kiệt Sâm không thể rõ cho lắm, nhưng hắn thật không ngờ Lạc Khố Ân là vì mình lại cự tuyệt chuyện như vậy. Lạc Khố Ân gật đầu: "Mai Lý Nhi viện trưởng à, từ 4 năm trước ta đã quyết định cả đời này sẽ đi theo sư phụ rồi, sẽ không gia nhập bất luận thế lực nào đâu. Hôm nay sư phụ ta đến rồi, Mai Lý Nhi viện trưởng, ta chỉ sợ mấy ngày nữa xin tốt nghiệp tại Hoàng gia Linh Vũ Học Viện. Lạc Khố Ân ta vạn phận cảm tạ viện trưởng đại nhân đã yêu á cho Lạc Khố Ân ta trong những năm qua. Phần ân tình này thì Lạc Khố Ân ta vĩnh viễn sẽ ghi nhớ trong lòng." Lạc Khố Ân trong 2 năm qua, sở dĩ có thể từ thất giai cấp thấp hoàng linh sư tấn cấp đến thất giai cao cấp hoàng linh sư, hơn nữa có được sức chiến đấu khủng bố như vậy là bởi vì thường ngày được Mai Lý Nhĩ viện trưởng chỉ điểm cho. Hơn nữa, có quan hệ tới việc cấp cho Lạc Khố Ân giấy thông hành đi tàng thư các của Hoàng gia Linh Vũ Học Viện. Ở sân luyện võ, Mai Lý Nhĩ nhìn qua biểu lộ kiên định của Lạc Khố Ân, lập tức nhìn qua Kiệt Sâm cách đó không xa. Hắn biết rõ tính cách của Lạc Khố Ân, đành phải thở dài nói: "Vậy thì nếu như người đã hạ quyết tâm thì ta cũng không nói thêm gì. Ta chỉ muốn nói với người một câu." Nói đến đây, biểu lộ của Mai Lý Nhĩ đột nhiên trở nên vô cùng trang trọng: "Lạc Khố Ân, ngươi là con dân của Thái Luân đế quốc. Ta hy vọng ngươi sau này mặc kệ có được thành tựu như thế nào đều không được phản bội lại đế quốc. Hơn nữa, nếu như ngươi cải biến chủ ý, tùy thời có thể tới học viện mà tìm ngay ta. Mặc kệ ngươi còn là đệ tử học viện hay không, không cần phải danh ngạch của ngươi là bao nhiêu thì ta vẫn sẽ vĩnh viễn giữ lại thay cho ngươi." Mai Lý Nhĩ nói xong, thân thể của hắn từ từ bay lên trên không, bay vút về phương xa, đồng thời âm thanh của hắn vang vọng lại: "Chuyện giữa ngươi và Khắc Lỗ Ni quyết đấu ta đã biết rõ rồi. Trước khi tốt nghiệp, ngươi vẫn là đệ tử Hoàng gia Linh Vũ Học Viện. Ngày mai ta sẽ đích thân đi tới xem thi đấu và cổ vũ cho ngươi. Hãy nhớ kỹ, không nên làm cho Hoàng gia Linh Vũ Học Viện chúng ta mất mặt đó. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho phép người thất bại." Âm thanh này vang lên chậm rãi, thân ảnh của Mai Lý Nhĩ biến mất trong tầm mắt của hai người. "Mai Lý Nhĩ viện trưởng, cảm ơn người đã dạy bảo đồ đệ của ta trong 2 năm qua." Nhìn bầu trời không có vật gì, Lạc Khố Ân không người bái thật sâu. Trải qua một trận chiến như vậy, Kiệt Sâm đã triệt để hiểu rõ được thực lực của Lạc Khố Ân. Vào ban đêm, hắn đem Lạc Khố Ân rời đi phải gian phòng của mình. "Sư phụ." Trong phòng, Lạc Khố Ân cung kính đứng trước mặt Kiệt Sâm. "Lạc Khố Ân, tuy rằng ngày mai người quyết đấu và ta rất có lòng tin ở ngươi, nhưng mà vì phòng ngừa vạn nhất thì ta có rất nhiều thứ, ngươi cầm luôn đi." Kiệt Sâm liền tiếng nói. Nói xong, tay trái của hắn vùng lên, lập tức một khối linh tinh màu lục cực lớn hiện ra. Đây là linh trượng có khí tức rất mạnh mẽ, thoáng cái xuất hiện trong tay của Kiệt Sâm. "Đây là một cây địa cấp thượng phẩm linh khí, tên là Vạn Mộc Hoàng Trượng.
Lúc ta vào trong linh dược sư tháp đã lấy được đó. Ngươi cầm lấy và quen thuộc với nó đi. Có lẽ sẽ tăng lên không ít chiến lực cho ngươi. Kỳ Sâm mở miệng. Vận Mộc Hoàng Trượng này, lúc trước hắn vừa trở thành đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp, từ trong tay bát giai đế cấp linh sư Giả Mã lấy được. Giả Mã tu luyện là mộc hệ thanh mộc thiên hoàng công, mà Vạn Mộc Hoàng Trượng chính là linh khí mộc hệ. Kỳ Sâm lưu lại cho Lạc Khố Ân. Vạn Mộc Hoàng Trượng sao? Địa cấp thượng phẩm linh khí. Trong nội tâm của Lạc Khố Ân rung động mạnh, còn mắt lập tức tròn xoe. Còn có những thứ này nữa. Kỳ Sâm vùng tay, một quyển trục có phong cách cổ xưa và linh khí mộc hệ phát ra. Đây là mấy cuốn công pháp mộc hệ, nguyệt cấp. Người có thể cầm tham khảo một chút đi. Đương nhiên, hiện tại không vội tu luyện. Sau khi quyết đấu chấm dứt thì lại chậm rãi nghiên cứu cũng được. Những thứ này đều là Kiệt Sâm trước khi rời khỏi linh dược sư tháp chuyên môn hối đoái cho Lạc Khổ Ân. Sư phụ à, ta... Hốc mắt của Lạc Khổ Ân đỏ hồng. Một cảnh quen thuộc như vậy làm cho hắn nhớ lại tình cảnh 4 năm trước ở gia tộc. Khi đó, Kiệt Sâm cho hắn 10 bình lục giai thượng phẩm mộc hệ tánh mạng hoạt lực dược tề, trị liệu mộc hệ linh thể của hắn. Cho dù là hắn công pháp dưới nguyện cấp, bảo hắn tu luyện. Chính vì những thứ đó là cô Ân mới có thể đạt tới tình trạng ngày hôm nay. Hiện tại Kiệt Sâm đã lấy ra những món này nữa, tiếp tục làm cho Lạc Khổ Ân không biết nên nói thêm gì. Mà còn nữa, không đợi Lạc Khổ Ân biểu độ lại cảm xúc của mình, tay trái của Kiệt Sâm tiếp tục thoáng lên. Lập tức một lọ linh dược tề có linh lực chấn động mạnh mẽ thoáng cái hiện ra trước mặt Lạc Khổ Ân. Đó là một lọ linh dược tề có linh lực mộc hệ cường đại tán giật ra ngoài. Tuy hiện giờ là buổi tối, nhưng bình thường có thể thấy rằng nó chiếu sáng cả căn phòng, không ngừng lóe lên hào quang động lòng người, đem trọn phòng biến thành màu xanh đẹp đẽ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.